Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Nhân Sâm Cường Phát. Hôm nay mình sẽ review về cái sản hướng dẫn cái sản phẩm nước xay tàu xe của Hàn Quốc. Một hộp gồm có 30 chai, mỗi chai là 30ml. Thành phần của xay tàu xe chính hãng của Đông Sung. Đông Sung chai màu xanh dương, màu hồng, màu vàng, có 3 màu để cho các bạn chọn lựa. Hiện tại bên mình đang có màu xanh. Hàng đi theo đường bay về. Sản phẩm mỗi hộp là có 30 chai. 30 chai. Tác dụng của xay tàu xe. Xay tàu xe dù không phải là bệnh gì ghê gớm, nhưng nếu một khi bị mắc chứng này thì bạn sẽ vô cùng khổ sở. Nhiều người bị cảm giác buồn nôn, rồi luôn thốc luôn tháo, đau ruột gan, từ đó cảm giác sợ không dám đi xe nữa. Hiện nay có nhiều phương pháp để chống xay tàu xe như sử dụng thuốc uống, sử dụng mẹo dân gian. Sở dĩ thuốc uống xay tàu xe Hàn Quốc đang được nhiều người dùng bởi tính hiệu quả và có tác dụng nhanh. Sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, được coi là một thực phẩm chức năng hỗ trợ trong việc chống say xe, hiệu quả khi sử dụng an toàn. Một lựa chọn cho rất nhiều người hiện nay hay phải di chuyển. Thuốc uống say tàu xe của Hàn Quốc giúp bạn giảm căng thẳng, nôn nao, say mẩn, mệt mỏi khi ngồi trên xe, ô tô, tàu lửa, máy bay. Tinh thần tỉnh táo, trải nghiệm chuyến đi, không cần mất thời gian hồi phục. Khi đến nơi với người mắc bệnh lý say xe, giúp mục đích chuyến đi của bạn được hiệu quả nhất. Thuốc chống say tàu xe của Hàn Quốc có vị thanh nhẹ, dễ uống, không gây nhức đầu, khô miệng, không buồn nôn. Thuốc uống chống say tàu xe giúp không có triệu chứng buồn ngủ hay mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc, dùng được cho cả trẻ em. Ngoài ra thuốc còn chống say máy bay, say tàu xe, say tàu thủy. Một chai, đây các bạn để ý, một chai là 30ml, một lần uống hết một chai. Với người lớn thì 30 phút trước khi đi xe uống một chai, trẻ em từ 7-14 tuổi thì uống 1/2 chai, không nên sử dụng cho trẻ em dưới 7 tuổi. Người lớn ngày uống không quá 2 chai, cách nhau là ít nhất là 4 tiếng. Khuyên muốn chống say tàu xe hiệu quả, ngoài sử dụng thuốc chống say xe của Hàn Quốc, bạn cần lưu ý trước ngày khởi hành cần thư giãn, tránh mệt mỏi bởi thần kinh căng thẳng thường dễ gây ra say tàu xe. Trước khi đi nên ăn nhẹ, không để cơ thể quá đói hoặc quá lo vì dễ kích thích niêm mạc dạ dày. Không dùng đồ uống có ga, không uống rượu trước và trong khi đi. Đi xe ô tô thì ngồi phía đầu xe để cho đỡ sốc. Nếu đi tàu thì ngồi ở cuối đoàn tàu, ngồi cạnh cửa thoáng gió, tránh khỏi mùi thuốc lào, thuốc lá. Khi xe chạy chỉ nên nhìn ra phía xa trước mặt, không nhìn ra phía sau và không nhìn gần về hai bên đường để tránh gây cảm giác vật vã đang di động ngược chiều với hướng đi của mình. Thỉnh thoảng nên vận động nhẹ nhàng cho khí huyết lưu thông. Sản phẩm xay tàu xe được đóng gói trên bao bì mã vạch cùng thành phần công dụng, cấu tạo lên sản phẩm, lên một sản phẩm xay tàu xe được dùng rất phổ biến tại Hàn Quốc khi đi hay mang đi rất là tiện lợi.
cho các bạn. Các bạn có thể bỏ vào trong cặp hoặc túi sách để dùng. Xe đầu xe rất thích hợp với rất nhiều lứa tuổi sử dụng, đặc biệt là những người hay phải di chuyển, nên các bạn hãy tin tưởng và dùng sản phẩm này rất là hiệu quả. Các bạn nên mua sản phẩm ở những nơi uy tín chất lượng thì để được dùng sản phẩm một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Sản phẩm có hai mã, hiện nay có hai mã trên thị trường, màu xanh màu vàng, được dùng khá phổ biến. Mỗi một chai đối với người lớn thì nên dùng một lần một chai, còn trẻ em từ 7-14 tuổi thì nên dùng 1/2 chai, dưới 7 tuổi thì không nên sử dụng. Các bạn biết đấy, đi tàu xe là một những người đối với những người mà hay bị say tàu xe là một cực hình, nên khi sản xuất ra sản phẩm này đã được bộ an toàn của bên Hàn kiểm chứng và được đóng gói trên dây chuyền hiện đại, giúp các bạn có một chuyến đi vui vẻ và thật là sảng khoái. Các bạn cần mua sản phẩm thì liên hệ với mình theo địa chỉ bên dưới hoặc số hotline để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Nhân Sâm Cường Phát của mình. Các bạn cảm thấy video bổ ích thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Và nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like và một đăng ký để mình chia sẻ những hiểu biết về thực phẩm chức năng của Hàn đến tay người tiêu dùng được sử dụng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Làm sao sử dụng được hết tác dụng của sản phẩm say tàu xe của Hàn, mỗi hộp là 30 chai, trọng lượng tầm 4,5 cân đến 5 cân. Sản phẩm đang được bày bán rất nhiều trên thị trường và được ưa chuộng tại Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam, được nhập khẩu nguyên kiện hộp về, nên các bạn yên tâm sử dụng một cách hiệu quả nhất, không còn nỗi lo về đi tàu xe nữa cũng như máy bay.